vượt đường xa a bầu tìm về sùng pả mong gặp lại người bạn cũ chứ đa mà không biết rằng giờ đây người bạn ấy đã là chủ tướng giàu có nhưng mang đầy tội ác đi đến cung đường nọ a bầu vô tình gặp được bà mùa mẹ của chứ đa bà mùa cũng đang muốn tìm gặp con trai sau bao năm lưu lạc và vượt qua căn bệnh mất trí nhớ ai cũng nghĩ bà mùa đã chết vậy là bà mùa theo a bầu đi về sùng pả để mong đoàn tụ với con A Pẩu yêu quý bà như mẹ của mình. Những cảnh sắc của vùng đất sùng bà dần hiện ra trước mắt. Bà Mùa và A Pẩu bắt gặp bà Dính, mẹ của xeo lử. Bà Mùa và bà Dính nhận ra nhau mừng mừng tuổi tuổi. Nhưng bà Mùa không biết rằng nỗi buồn lại tiếp tục kéo dài từ đó. Bà Dính kể với bà Mùa và A Pẩu nghe những tội ác mà chứ đa gây nên khiến hai người không thể tin nổi. Cũng từ cuộc gặp gỡ này, A Pẩu và xeo mẩy con gái của bà dính đem lòng thương nhau mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết thạch trụ huyết của nhà văn nguyễn trần bé mùa ngao ngán kêu lên Trời ơi thằng chứa đa Sao con tôi lại thành người ác thế hả rồi A Bầu đã nghe rõ mọi chuyện Nó cúi đầu bước đi lặng lẽ A Bầu đang nghĩ về thằng bạn thân Mà nó hằng mong nhớ Nó ước sao những lời bà Dính vừa kể Chỉ là sự nhầm lẫn nào đó mà thôi Sao mày vừa đi vừa ngước Cặp mắt đăm đắm nhìn A Bầu Sắp đến đoạn đường rẽ Dính hỏi Thế mùa về nhà cũ hay là về dinh thự của chứa đa? Tôi chưa biết nên về đâu trước. Ý dính thế nào? Theo tôi, mùa và A Bẩu cứ về nhà cũ của mùa trước đã. Bây giờ mà đường đột về dinh thự chứ đa ngay thì không biết thế nào đâu. Hay là về nhà tôi nghỉ đã? Thôi, tôi cứ về nhà cũ rồi sau này tính tiếp. Dính và mẩy về đừng nói với ai là tôi đã về sùng bả nhé tôi chưa muốn gặp ai cả tôi có tội với dân bản vì đã không dạy được thằng chứ đa trở thành người tốt thoạt đầu mùa định về gặp ngay chứ đa nhưng sau khi hỏi ý kiến của dính bà thấy dính nói đúng những lời dính kể về chứ đa khiến bà đau đớn vô cùng cứ như thể là có ai đó đang cầm dao cắt ruột của bà vậy nỗi ám ảnh về những tội ác chứ đa gây ra không lúc nào rời khỏi tâm trí mùa bà không thể tin thằng chứ đa lại đổ đốn đến như vậy mặc dù mùa biết rất rõ rằng từ trước đến nay dính không bao giờ nói sai điều gì với mình bà muốn được kiểm chứng chuyện dính kể trong một sự hy vọng mỏng manh rằng có khi những người bị chứ đa sát hại là những kẻ đáng nhận tội chết hoặc là họ đã tranh chấp việc làm ăn buôn bán rồi gây thù chuốc oán với nó cũng nên bà cũng muốn được tận mắt chứng kiến việc làm ác của chứ đa để có bằng chứng kết tội nó. Bà muốn biết chắc mọi chuyện trước khi gặp lại thằng chứ đa, mặc dù trong lòng bà lúc nào cũng mong ngóng được gặp lại nó, cho thỏa nỗi nhớ mong chờ đợi bao ngày. Mùa đành lòng nén lại tình cảm của mình. Mùa chỉ đường cho ao bầu đưa mình về ngôi nhà cũ ở sùng tả. Sau bao ngày, không có người ở ngôi nhà đã rụt nát siêu vẹo và đầy mùi ẩm mốc. Mùa cùng với A Bầu sửa sang quét dọn lại để ở tạm. A Bầu đốt đống lửa giữa nhà để có hơi ấm. Nó kê cho mẹ mùa một chiếc phản gỗ, còn nó thì ngủ ở trên sàn gác. Mùa dặn A Bầu, con mới về đây chưa quen thung thổ, muốn đi đâu phải hỏi mẹ nhé. Đừng cho ai biết mẹ con mình về đây nghe chưa. Con biết rồi, Thế bao giờ mẹ con mình đi gặp chứ đa? Để từ từ xem thế nào đã. Từ cái lần theo mẹ đi nương lấy rau lấy củi được gặp A Bậu, sao mẩy thấy trong lòng mình có điều gì mới lạ. Hình ảnh chàng trai mông có gương mặt hiền khô, làm cho cô cảm thấy dạo rực. Hôm ấy, tuy hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của A Bậu lúc nhìn theo sau mẩy cứ ám ảnh cô từ bấy đến nay. Làm trái tim cô thổn thức Sao mày nghĩ Anh ấy cất công mãi tận mã lì Về sùng bà để thăm bạn cho đỡ nhớ Thì nhất định tình bạn giữa A Bầu Và chứ đa thân thiết lắm Một người trọng tình nghĩa bạn bè như A Bầu Chắc hẳn phải là người tốt Tuy chưa đến mã lì Nhưng sao mày đoán đó là vùng đất lạ Ở một nơi nào đó Rất xa sùng bà Bởi đây là lần đầu tiên Cô nghe nói đến cái tên này nơi ấy chắc phải rất xa rất khó đi thì bác mùa mới đi lâu như vậy đi lâu đến nỗi mọi người ở bản sùng bà đã tưởng bác ấy chết rồi nghe bác mùa nói a bầu đã mất hết cha mẹ sao mày thấy động lòng bỗng nhiên cô muốn làm một điều gì đó để chia sẻ cái khổ mất cha mất mẹ với a bầu nhưng chưa biết phải làm như thế nào đôi mắt tròn trong veo lúc nào cũng mở to ngơ ngác như nai tơ của sao mẩy đã hút mất hồn của a bầu rồi từ hôm gặp mẹ con sao mẩy ở nương ngô bắt gặp đôi mắt ấy a bầu cứ thấy lòng mình lâng lâng đôi mắt đẹp của sao mẩy lúc nào cũng ám ảnh a bầu theo vào cả những giấc mơ của nó a bầu nghĩ nếu không có cái chuyện làm ác của chứ đa khiến cho mẹ mùa đau khổ và nó phải bận lòng thì có lẽ nó đã hỏi mẹ đường đến nhà sao mầy rồi. Ngày nào A Bầu cũng muốn được gặp sao mầy để ngắm đôi mắt đẹp đã làm sao động tâm hồn mình. Nhưng nó đành phải gác lại cái mong muốn nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ mẹ mùa những việc cần thiết hơn. Cuộc đánh chiếm cao mã thăng lớn khiến chứ đa sướng lên phát cuồng. Hầu hết những người cứng đầu cứng cổ ở đây đều đã bị quân lính của Đại Thạch giết chết người cầm đầu đội quân chống lại chứ đa là tộc trưởng nhè gió ông nổi tiếng là người giỏi võ nghệ tính cách bạo liệt nhưng ông chỉ dùng võ nghệ vào việc trừng trị kẻ ác để bảo vệ dân lành mặc dù tính cách bạo liệt nhưng nhè gió lại sống rất có tình người ông chỉ thực sự trở nên bạo liệt trong những lúc cần thiết từ ngày nhè gió trở thành tộc trưởng dân bản Cao Mã có một cuộc sống yên ổn ấm no. Người dân Cao Mã đang vui vẻ làm ăn thì xảy ra họa đại thạch do chứ đa cầm đầu. Dẫu trước đó, khi nghe tin bùng Bả Lý bị quân đại thạch đánh chiếm, đến nỗi tổng trưởng Cò Diêu để cứu dân lành đã phải chấp nhận dâng Bả Lý cho chứ đa. Nhà gió đã có sự phòng bị. Nhưng ông không thể ngờ đại thạch lại mạnh đến như thế nhè gió không lường trước được rằng đội quân mà mình dày công luyện tập võ nghệ trắng thấm vào đâu so với đội quân thiện chiến của chứ đa sự quyết liệt dũng cảm của quân cao mã không thể chống lại được sự dã man khát máu của quân đại thạch một điều khác biệt giữa tộc trưởng nhè gió so với tộc trưởng cò diêu là ông quyết không chịu dâng cao mã cho đại thạch sự cứng đầu cứng cổ ấy của nhè gió khiến cho chứ đa càng khát máu hơn hắn vung kiếm ra lệnh cho binh lính giết chết hết mọi đứa cứng đầu cứng cổ riêng đối với nhè gió hắn ra lệnh bắt sống để về trị tội dưới con mắt của chứ đa chiến lợi phẩm lớn nhất trong cuộc đánh chiếm cao mã không phải là của cải vũ khí mà đó chính là tộc trường nhè gió hắn thấy nhè gió quả là một người phi thường ngoài dáng vẻ cao lớn rắn chắc của nhè gió chứ đa còn thấy toát lên từ con người này một ý chí mãnh liệt sự thông minh can đảm hiếm có việc bắt được nhè gió đối với chứ đa là một kỳ tích hắn thừa biết rằng hôm ấy nếu không bị xả thân cứu một phụ nữ bị quân lính đại thạch làm nhục thì nhè gió chẳng dễ gì bị bắt bỗng dưng chứ đa thấy ghen tức với con người tài giỏi và đầy dũng khí này sau mấy đêm suy nghĩ, Chứ Đa tìm ra một cách tra tấn nhà gió cực kỳ dã man và kỳ quái. Hắn cho rằng, bằng kiểu tra tấn này, nếu hàng phục được nhà gió để làm phụ tá cho mình thì sẽ rất có lợi cho đại thạch. Bằng không thì sẽ hành quyết nhà gió theo kiểu chết từ từ để làm gương cho những kẻ khác có ý chống lại đại thạch. Chứ đa sai người gọi Mỹ Vư đến để hắn giao việc chủ tướng gọi tôi có việc gì vậy mí vư hỏi ông vào đây chứ đa chỉ tay ra hiệu cho mí vư vào phòng mình khi hai người đã ngồi yên vị trên ghế đá chứ đa rót rượu rắn ra bát nói với mí vư ông đi tìm thợ giỏi đục đá nhất về đây để làm gì hả chủ tướng ông không phải hỏi chứ đa gắt ông làm ngay đi tôi cho ông năm ngày để đi tìm thợ chậm hơn là sẽ bị phạt khi Mỹ Vư sang Vân Bắc tìm được mấy người thợ đá giỏi dẫn về, chứ đa vui lắm. Hắn đích thân hướng dẫn cho tốt thợ đục một cái cột bằng đá vôi màu xanh đen, dài gần hai sải và to quá một vòng tay ôm của người lớn. Phía trên đầu cột đục hai cái tai đá khá to đối xứng hai bên. Phần giữa mỗi cái tai đá ấy đục một lỗ tròn chỉ vừa đút lọt nắm tay người. Sau ba ngày, cái cột đá kỳ quặc được đục xong. Người thợ cả hỏi Mỹ Vư. Thưa ông, đục cái cột đá này để làm gì ạ? Tôi cũng không biết. Đây là ý của chủ tướng Chứ Đa. Cả đời tôi đục không biết bao nhiêu là cột đá. Nhưng chưa có cái cột đá nào kỳ lạ và lớn như cái cột đá này. Người thợ đá nói với Mỹ Vư. Ánh mắt ông ta toát lên vẻ ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Chứ Đa rất ưng ý với cái cột đá hắn lệnh cho bí vư sai hàng chục trai tráng khỏe mạnh khiêng cái cột đá đến dựng ở cạnh giếng đá gần khu vực miệng hổ chú đa tra tấn nhè gió bằng cách cho quân lính treo ông ta lên cột đá theo kiểu ôm cột hắn sai lính nhét hai bàn tay nhè gió lọt vào hai cái lỗ ở tai đá chèn chặt lại để treo người lên mục đích của chữ đa là làm cho nhè gió đau đớn khốn khổ mà phải hàng phục Toàn thân trước nhà gió bị áp sát và cột đá không thể cựa quậy được. Đôi bàn chân của ông chỉ vừa chạm tới đất trong tư thế chơi vơi, nửa treo nửa đứng. Sức nặng cơ thể kéo ghi xuống, khiến đôi cổ tay của ông bị gồng cứng. Chẳng mấy chốc, đôi cổ tay của ông bị sưng bù và bầm tím. Máu tụ từ đó ứa ra, chảy thành dòng từ hai cái lỗ ở tai đá, loang xuống khắp thân cột nhảy gió cắn chặt môi để nén sự đau đớn khủng khiếp đang hành hạ mình chứ đa ngồi trên hòn đá hình ngai một tay ôm người con gái trẻ đẹp mà hắn mới cướp được tay kia cầm bầu rượu rắn ngâm cả con đưa lên miệng tu ừng ực hắn cười sằng sặc nhìn cảnh nhảy gió đang dãy giụa trong cơn đau đớn tột độ của đòn tra tấn cực hình cô gái trẻ trong tay chứ đa rú lên sợ hãi người cô lả đi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt của cô gái chứ đa nổi khùng hắn bất ngờ vứt bầu rượu xuống đất vật ngửa cô gái ra lột hết áo váy thẳng tay lẳng tấm thân trần như nhộng của cô về phía cột đá đoạn chứ đa đến bên cột đá ngó mắt trừng trừng nhìn nhè gió hỏi giật giọng nhè gió mày có chịu hàng phục tao không mày có muốn con nặc nữ này cũng bị treo cột đá như mày không hả? Nhà gió im lặng. Đôi mắt ông quắc lên những tia dữ dội nhìn xoáy vào bộ mặt độc ác, giấu sau vẻ điển trai của chứa đa, khiến hắn phát hoảng. Chứa đa hét lên, điên loạn. Hay là mày muốn chết? Tao sẽ cho mày chết. Nhảy gió vẫn im lặng. Đúng hơn là ông không còn sức để nói, Suốt mấy tiếng đồng hồ bị treo thân trong tư thế ôm cột đá. Hai cổ tay bị gãy sưng tấy, tím bầm. Máu chảy quanh cột đá, đã đông quánh lại đen xì, khiến cho nhà gió chỉ còn thoi thóc thở. Chứ đa khoái trá nhìn cảnh nhà gió bị treo trên cột đá đang chết dần dần. Bỗng hắn quát bọn lính giọng rít lên cay độc. Treo đứa con gái kia lên cột đá, để cho chúng nó cùng ôm cột mà chết. Chư Đa chỉ tay về phía cô gái trẻ vừa bị hắn quăng xuống đất, đang nằm ôm bụng quằn quại. Trên thân thể nõn nà của cô gái đầy những vết tím bầm, rớm máu. Một tên lính cúi đầu trước mặt Chư Đa, nói lý nhí. Nó là một đứa gái đẹp thưa chủ tướng. Đẹp cũng treo lên, ta không thể tha thứ cho kẻ nào, dám cưỡng lại ta và thương xót cho kẻ thù của đại thạch. Làm ngay đi! Bọn lính xúm vào, lôi người con gái trần như nhộng, treo lên cột đá phía đối diện với nhà gió. Trong đám lính ấy, có xeo phù, một người lính trẻ với vẻ mặt hiền khô, vừa chèn bàn tay cô gái vào cái lỗ trên tay đá. Xeo phù vừa âm thầm khóc. Thấy chứ đa đến gần, xeo phù vội cắn chặt môi kìm tiếng nấc và lau nhanh dòng nước mắt. Xeo phù biết rõ một điều, nếu để chứ đa nhìn thấy mình khóc vì thương xót cho cô gái này, thì nhất định anh sẽ bị hắn phạt rất nặng. Đối với chứ đa, đã là binh sĩ thì phải giết chóc không được phép mềm lòng, vì mềm lòng sẽ nhụt trí, dẫn đến hỏng việc lớn. Tiếng kêu thét xé ruột của cô gái khi bị treo lên cột đá, làm náo động cả thung lũng sùng bả, khiến chim chóc không dám truyền cảnh, thú rừng chẳng thiết đi kiếm mồi gió núi như ngừng thổi mây chân trời như ngừng trôi xeo phụ và mấy người lính chỉ còn biết ôm lấy mặt ngồi thụp xuống cạnh những mỏm đá xám dưới chân nước mắt họ rơi xèo xèo trên đá bốc lên thành những luồng hơi nóng bỏng đỏ như máu họ thấy tâm can bị cắn dứt vì vừa làm một điều ác quá sức tưởng tượng của con người dẫu rằng họ phải làm theo lệnh của chủ tướng trong lòng họ cảm thấy bất an và họ nghĩ mình sẽ không thể theo chứa đa làm điều ác mãi được. Đôi mắt xeo phù ánh lên những nét khác lạ so với mọi ngày. Anh đưa mắt nhìn các bạn lính, nhận thấy ánh mắt họ có sự đồng tình. Ba ngày sau, chữ đa sai quân lính đem xác nhè gió và cô gái trẻ ném xuống giếng đá. Một người lính trẻ vì quá kinh hoàng khiếp đảm đã hoảng loạn nhảy xuống theo. Từ đấy, cứ những đêm trái gió trở rời, người dân quanh vùng lại nhìn thấy những luồng ánh sáng như lân tinh bốc lên cháy đỏ, lao hun hút vào khoảng không đen thẳm. Sau cuộc hành hình dã man nhẻ gió và cô gái trẻ, chứ đa đã biến cái cột đá vô chi vô giác này thành cột đá tử thần, cột đá máu. Những tù binh cứng cổ, những kẻ phạm tội với đại thạch, những người lính dám trái lời chủ tướng, đều bị chứ đa cho treo lên cột đá này họ phải ôm cột đá chết từ từ trong sự đau đớn tột độ. Xác của họ đều bị chứa đa cho quân lính ném xuống giếng đá không đáy, biến cái hố đá này thành nấm mồ chung của bao con người. Mỗi lần hành hình ai đó trên cột đá, chứa đa đều bắt tất cả dân chúng đến xem để hù dọa những người có ý định chống lại đại thạch hoặc không nghe theo lời hắn. Hôm nay, dính báo cho mùa bí mật đến xem, trước khi đi dính bảo, Mùa, chị em mình phải quấn khăn kín mặt kín đầu, kẻo có người của chữ đa nhìn thấy là không hay đâu. Dính giúp Mùa quấn khăn che mặt kỹ đến mức bản thân họ cũng không dễ nhận ra nhau. Hai người hồi hộp đi về phía có cái cột đá máu sắp rửa treo người. Đến nơi, họ đã thấy bà con dân bản tụ tập khá đông, gương mặt người nào cũng toát lên vẻ sợ hãi hoảng loạn và u uất đây không biết là lần thứ bao nhiêu dân bản phải ra nơi này để chứng kiến cảnh giết người tàn bạo có một không hai của bạo chúa sùng chứ đa lần nào đi xem về họ cũng ước mong từ nay trở đi sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy cảnh tang thương này nữa bởi bà con đã quá kinh hoàng mỗi khi bị quân sĩ đại thạch ép buộc đi xem hành hình những tội nhân bị treo cột đá nhưng cái ác đâu đã chịu dừng lại cột đá kia vẫn tiếp tục treo người. Dính kéo mùa vào một chỗ gần cột đá, nhưng tương đối khuất, hai người lẩn nhanh vào đám đông lô nhô. Thật may là không ai nhận ra họ vì tất cả mọi sự chú ý đều hướng về phía cột đá và hai kẻ tử tội, một nam và một nữ. Họ đều là người ở sùng tả, chỉ kém chứa đa chừng vài tuổi. Họ mắc tội chết chỉ vì yêu nhau mà không xin phép chứ đa lại còn toan rủ nhau đi trốn hai người đều bị trói chặt bằng dây da trâu trông họ hết sức bạc nhược người con trai vùng vẫy quyết liệt khi bị những tên lính đại thạch kéo về phía cột đá đôi mắt anh toát lên vẻ căm thù tột độ miệng không ngớt chửi rủa chứ đa và đội quân đại thạch anh ta hét lên chứ đa mày là quỷ chứ không phải là người chúng ta có tội gì mà mày treo cột đá con người khi lớn lên thì phải lấy chồng lấy vợ Sao mày lại cấm đoán, tao chết sẽ biến thành lửa để đốt cháy mày? Đến gần cột đá, người con trai bất ngờ lao đầu vào cột, nhưng một tên lính của chứa đa nhanh hơn, nó nhào tới, chắn cố hút, liền bị đầu của kẻ tử tội, thúc phải bụng, miệng hộc lên, đôi mắt trợn ngược ngã vật xuống dưới chân cột đá. Cố hút đầu cực mạnh của kẻ tử tội muốn tìm đến cái chết nhanh nhất đã làm cho tên lính suýt vỡ bụng người con gái, bị tên lính khác cầm chiếc que gài vào miệng. Hắn làm như vậy vì sợ kẻ tử tội này cắn lưỡi chết trước khi bị treo lên cột. Đôi mắt cô gái quắc lên nhìn tên lính như muốn thiêu cháy hắn, khiến tên lính phải cúi mặt xuống đất. Thừa cơ, cô gái bùng khỏi tay tên lính, lào đảo chạy đến với người yêu. Trư đa ngồi trên chiếc ghế đá hình ngai, tay ôm sáy vợ ba của hắn sấy được chứ đa sùng ai nhất vì thị có gương mặt và thân hình rất đẹp lại biết cách chiều chuộng chồng nhìn bề ngoài thị rực rỡ như là một bông hoa rừng nhưng bên trong cái đầu cái bụng của thị luôn nghĩ tới những điều ác thị giống như là một con cọp đói luôn khát thèm cảnh đầu rơi máu chảy từ ngày chứ đa cho dựng cột đá rất nhiều lần thị đòi chứ đa cho đi xem cảnh hành hình mỗi lần đi xem thị đều được chữ đa ôm ngồi trên chiếc ghế đá hình ngai để xem cảnh hành quyết kinh hoàng. Thị có thú vui quái gở là mặc váy áo rất hở hang, gần như là trần chuồng trước đám đông. Chữ đa cũng thích được ôm sáy trong những lúc thị khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật. Một tay chữ đa ôm sáy, tay kia hắn cầm bầu rượu ngâm rắn cả con, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng ngửa cổ tu ừng ực. Nổi hứng, hắn đưa chiếc miệng đầy bọt dãi của mình đớp đớp đôi bầu vú trắng ngần căng mọng nóng hồi của sấy. Nhìn thấy kẻ tử tội, toàn lao đầu vào cột đá tự vẫn để chết cho nhanh, tránh được sự đau đớn tận cùng khi bị treo lên cột đá. Tiếp đó lại nhìn thấy tên lính bị kẻ tử tội kia, thúc đầu vào bụng, đang quằn quại nằm dưới đất. chư đa, bực dọc ném bầu rượu xuống đất quát lớn. Đồ ăn hại, chúng mày là một lũ ăn hại treo cả thằng kia lên. Chứ đa chỉ tay về phía tên lính đang nằm dưới chân cột đá. Đang nằm quằn quại ôm bụng, tên lính vội bật dậy, bò lồm cồm đến trước mặt chứ đa vái lệnh như tế sao. Một kẻ nào đó ấn vào tay chứ đa bầu rượu rắn mới, hắn ngửa cổ tu ừng ực, phẩy tay ra hiệu cho bọn lính treo hai kẻ tử tội lên cột. Bọn lính run rẩy đến bên chàng trai và cô gái lặng lẽ cởi trói, Kéo tay họ, đút vào hai lỗ tay cột đá, đóng nêm chèn chặt. Tiếng la hét đau đớn của cô gái và chàng trai át cả tiếng rùi đục đóng nêm, át cả tiếng cười khênh khích của chứ đa, cũng như những tiếng nức nghẹn ngào của bà con trong bản đang đứng xung quanh. Tiếng kêu thét đầy ai oán của họ vọt lên trời xanh, lên vào những đám mây đen đang bao phủ bầu trời sùng tả, vọng vào đuối đá, vẳng tới rừng sâu, rồi tan vào hư không. Người mẹ của cô gái đổ xuống ngất lịm. Người bố của chàng trai không kìm nổi lòng căm thù bất ngờ, rút con dao nhọn giấu trong bụng áo, lao lên phía chứa đa đang ngồi, quyết một phen sinh tử. Ông bị bọn lính của chữ đa chặn lại. Con dao nhọn văng khỏi tay người đàn ông quả cảm. Sau cái hất đầu của chữ đa, bụng của người đàn ông manh động lĩnh chọn mũi giáo của một tên lính đại thạch và ông từ từ gục xuống. Nhìn thấy cảnh ấy, mùa hét lên và lao về phía chứa đa nhưng miệng bà bỗng cứng lại tiếng hét tắc ngại nơi cổ họng mùa gục xuống bất tỉnh dính bội ôm lấy mùa dìu về phía nương ngô đăng kỳ vàng lá